Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin kinh tế tài chính ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 18 về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030. Chỉ thị nêu rõ, việc đánh giá tình hình thực hiện 5 năm giai đoạn 2021-2025 phải làm rõ những kết quả đạt được gần với mục tiêu đã đề ra trong cả văn kiện đề hồi đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết chỉ thị văn bản có liên quan. Kế hoạch phải tập trung dự báo bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lưu tài chính, ngân sách nhà nước trong 5 năm giai đoạn 2026-2030. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2030 cùng nhiều mục tiêu cụ thể khác. Theo số liệu từ kiểm toán nhà nước, Hiện nay có 10 trên 60 địa phương chuyển thiểu hơn 12.600 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương năm 2022 sang năm 2023. Chi chuyển nguồn tiếp tục tăng cao cả về số thương đổi và số tuyệt đối so với năm 2021. Nếu không tính chuyển nguồn, nguồn cải cách tiền lương, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thì chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tăng gần 56.000 tỷ đồng so với kỳ trước hiện nay vẫn còn tình trạng nhiều dự án nguồn ngân sách trung ương được kéo dài thời gian giải ngân thanh toán từ năm 2021 sang năm 2022 nhưng không giải ngân hết trong năm 2022 nên phải hủy bỏ. Hiệp hội lương thực Việt Nam VFA đã đưa ra đề xuất áp dụng giả sàn trong xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả cho nông dân và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Giải thích cho đề xuất này, Hiệp hội lương thực cho biết Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới nhưng hiện nay đang có hiện tượng các doanh nghiệp Việt cạnh tranh giảm giá để đầu thâu xuất khẩu gạo tới các nước, làm ảnh hưởng tới thương hiệu và giá trị của cả ngành hàng xuất khẩu gạo nước ta. Việc chấn chỉnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh này rất khó, do nhiều doanh nghiệp không phải là thành viên của hiệp hội. Do vậy, việc áp giá sàn nhằm đảm bảo hiệu quả cho nông dân sản xuất lúa, đồng thời đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Chính phủ New Zealand vừa có bộ biện pháp cắt giảm thuế cho người dân trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đổi mặt về sự suy thoái và triển vọng khó khăn do thiên tai và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Cụ thể, Bộ Thế chính New Zealand định kỳ huy giảm thuế 3,68 tỷ đô la New Zealand, tương đương 2,2 tỷ USD trong tài khoản tiếp theo tiền đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 với mục tiêu giảm 14,7 tỷ đô la New Zealand tiền thuế trong 4 năm tương đương 3,6% sản lượng kinh tế. Để có ngân sách thực hiện biện pháp này, chính phủ New Zealand dự kiến sẽ giảm chi tiêu công, từ bỏ chính sách của chính phủ thiên nhiệm và tăng nguồn thu dựa vào kế hoạch kinh doanh khí thải. Bộ Tài chính New Zealand khẳng định, đây là ngân sách dành cho người dân duy trì cuộc sống thương nhận, đặc biệt nhóm trung lưu đang cạn kiệt thu nhập, gồm người làm việc theo ca, người làm hai công việc, gia đình dành phần lớn thu nhập để chăm con. Bộ Tài chính New Zealand thừa nhận kinh tế đất nước đang ở giai đoạn khó khăn, trong khi lãi suất cùng sinh hoạt phí tăng cao. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD vừa cấp bố, khoảng 40% lao động nước ngoài lành nghề tròn ở lại Nhật Bản. Đây là báo cáo đầu tiên của OECD về chính sách lao động nhập cư của Nhật Bản. Theo báo cáo, một nửa trong số khoảng 3 triệu người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản năm 2022 là thường chủ nhân. Nửa còn lại chủ yếu bao gồm lao động nhập cư tạm thời và gia đình của họ, thực tập sinh kỹ thuật và sinh viên quốc tế. Đây là tỷ lệ tương đối cao, giúp ích cho quốc gia châu Á đang chật vật ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động này. Trong số những lao động nước ngoài lên nghề đến Nhật Bản lần đầu tiên, giữa đoạn từ 2011 đến 2017, với thị thực kỹ sư hoặc công việc văn phòng, 40% vẫn ở lại Nhật Bản sau 5 năm. Báo cáo cũng cho biết, Nhật Bản có tỷ lệ giữ chân sinh viên quốc tế cao, với 30 đến 40% sinh viên ở lại Nhật Bản sau 5 năm. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với châu Âu, bao gồm Thụy Sĩ, Hà Lan, Anh mặc dù thấp hơn so với Canada và Đức. Bản tin kinh tế tài chính của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.